bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Dừng sản xuất smartphone, VinSmart sẽ làm gì? 3 năm sau khi gia nhập thị trường smartphone, VinSmart vừa công bố dừng cuộc chơi smartphone và TV. Bất ngờ và tiếc nuối là cảm giác của nhiều người khi nhận thông tin về VinSmart. Thương hiệu Việt từng đứng thứ 3 tại thị trường trong nước với thị phần mức 2 con số, có kế hoạch bán điện thoại 5G tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các kế hoạch đó sẽ bị gác lại. Sau khi rút khỏi thị trường điện thoại, VinSmart sẽ tập trung cho các mục tiêu khác. Phát triển công nghệ cho VinFast. VinSmart cho biết, trọng điểm của hãng trong thời gian tới là phát triển các tính năng thông tin, giải trí, dịch vụ cho ô tô VinFast. Hãng cũng tiết lộ sắp có thêm 150 tính năng khác nhau được trang bị cho ô tô VinFast. Ưu tiên sắp tới của VinFast chắc chắn là ô tô điện. Trong cuộc chơi này, những hãng công nghệ như VinSmart sẽ có ưu thế nhất định bởi bản chất, ô tô điện là cuộc chơi công nghệ, nơi hàng loạt ông lớn ở mảng di động như Apple, Oppo, Sony, Huawei đều đang tham gia mạnh mẽ. Ngoài các tính năng infotainment, VinSmart cũng sẽ tập trung nghiên cứu, thiết kế và sản xuất linh kiện điện tử, tế bào pin điện, hệ thống pin điện hoàn chỉnh và động cơ điện. Đây là cách hãng tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm của VinFast, bao gồm cả linh kiện và yếu tố chất xám bên trong, thay vì đi mua công nghệ, linh kiện như thế hệ đầu tiên. Ô tô điện được dự đoán là thị trường nghìn tỷ USD tiếp theo. Khác với thị trường di động khi miếng bánh đã chia xong, đây là thị trường mới, cơ hội rộng mở cho tất cả mọi người, từ các big tech cho đến những startup công nghệ ô tô. Chỉ cần tìm ra giải pháp thích hợp hoặc công nghệ đột phá, cơ hội để chiếm lĩnh thị trường là hoàn toàn có với tất cả các bên. VinSmart không đề cập đến công nghệ tự lái, nhưng gần như chắc chắn, đây cũng sẽ là một trong những lĩnh vực mà họ không thể bỏ qua. Cung cấp giải pháp IoT. IoT dù đã phát triển mạnh trong vài năm qua, nhưng vẫn còn nhiều đất để phát triển, đặc biệt là tại Việt Nam. Trước đây, VinSmart từng vẽ ra lộ trình sản xuất hàng loạt các loại thiết bị IoT phổ biến trên thị trường, phục vụ cho người tiêu dùng phổ thông. Tuy nhiên, theo thông báo mới đây thì có vẻ như hãng sẽ tập trung vào nhóm giải pháp cho doanh nghiệp và đô thị. Đây cũng được xem là bước đi hợp lý, bởi Vingroup đang sở hữu một hệ sinh thái nhà ở rộng khắp tại Việt Nam, số lượng đối tác khổng lồ. Phát triển các giải pháp nhà thông minh, thành phố thông minh ở quy mô lớn mới là giải pháp mang đến doanh thu ổn định, tính hệ thống cao và quản lý dễ dàng thay cho tập trung sản xuất, bán lẻ thiết bị. Sản xuất thiết bị cho đối tác. VinSmart sở hữu một trong những nhà máy sản xuất smartphone hiện đại, công suất lớn bậc nhất khu vực với quy mô 125 triệu thiết bị một năm, diện tích gần 14,8 ha. VinSmart xác nhận, sau khi dừng sản xuất điện thoại, TV, một bộ phận của nhà máy này sẽ được sử dụng để gia công cho các đối tác. Hiện tại, hãng đang là đối tác sản xuất cho nhà mạng AT&T của Mỹ. Sản phẩm do VinSmart sản xuất đã vượt qua các bài thử nghiệm khắc nghiệt tại Mỹ để bán ra tại thị trường này với những cái tên như FusionJet, Motivate hay Metro Plus. VinSmart cũng là đối tác sản phẩm linh kiện máy thở cho tập đoàn Medtronic, đơn vị sản xuất máy thở hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy, đây cũng là một mảng khá tiềm năng của VinSmart trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam. Với danh tiếng và tiềm năng của mình, Vingroup đủ sức thuyết phục các đối tác hàng đầu thế giới hợp tác với họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không giống một số dây chuyền sản xuất cố định khác, dây chuyền của VinSmart khá linh hoạt, có thể chuyển đổi nhiều mục đích sử dụng khác nhau để đáp ứng yêu cầu từ các đối tác khác nhau. Theo KFIF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.